trong bộ đồ bảo hộ y tế bịt kín. Thạc sĩ, bác sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Bách, Trung tâm tâm lý trị liệu lâm sàng Dr. B và cộng sự thoăn thoắt vác những bao gạo lên xe để mang đến địa điểm đóng đồ cứu trợ lương thực thực phẩm cho gần 100 sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội do dịch COVID-19. Đó là cuốc xe đầu tiên trong ngày của anh. Là một bác sĩ, khi dịch bệnh lan rộng ở thành phố Hồ Chí Minh, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Bách đã xung phong vào tâm dịch nhưng không được lên đường do chuyên môn không phải lĩnh vực vệ sinh dịch tễ và gia đình neo người. Tuy nhiên, với mong muốn hỗ trợ cộng đồng trong thời điểm dịch bệnh hoành hành, không được lên đường đi chống dịch, anh tình nguyện xin ra đường để vận chuyển đồ cứu trợ và chờ bệnh nhân đi cấp cứu. Tôi đăng lên chính trên cái tường cá nhân của tôi rằng tôi có cái khả năng là có thể giúp mọi người để đưa những cái trường hợp mà cấp cứu cần thiết đi viện và chở những cái đồ từ thiện như thế này đến các địa điểm mà các bạn làm từ thiện định sẵn. Thế sau đó thì rất nhiều người vào bảo với tôi rằng anh đăng cái tin này vào trong cái nhóm Hà Nội giúp nhau mùa dịch. Thế tôi vào trong đấy tôi chỉ trả viết một cái tút rất ngắn thôi. Tôi có thể chở mọi người như thế và số điện thoại của tôi gọi tôi buổi đêm cũng được, đừng ngại. Bắt đầu công việc mới gần một tuần. Trung bình, mỗi ngày anh Bách chở 8 chuyến xe đến khắp địa điểm trong thành phố và ngoại thành. Bất kể mưa nắng ngày đêm, cứ có người gọi cần hỗ trợ, anh lại lên đường. Dù mệt, nhưng chưa một lần anh Bách nản lòng hay chùn bước. Thậm chí, anh và các cộng sự trong nhóm thiện nguyện còn lên kế hoạch cho những dự án vì cộng đồng sau dịch. Qua cái việc mà làm thiện nguyện này, chúng tớ được kết nối với nhau nhé. Và chúng tớ đã có những cái dự án dự định cho cái thời điểm sau dịch. Chẳng hạn như chúng tớ cũng rất mong muốn là làm một cái gì đó cho trẻ con, làm một cái gì đó để thay đổi cái cách nhìn của người lớn về trẻ con. Thì chúng tớ cũng rất mong muốn rằng là sau cái mùa dịch thì bọn tớ sẽ có những cái trải nghiệm cùng với nhau trong cái việc giúp ích cho những người, cho những bạn trẻ, cho nhiều gia đình khác nữa như vậy. Thật lòng là tôi rất chi là vui. Nó mệt nhưng mà cảm thức là cái mệt đấy nó không đủ thắng được cái năng lượng để mà mình có thể làm được cái điều gì đấy tốt đẹp cho xã hội. Cuộc chiến với dịch bệnh còn lâu dài và gian nan. Trên hành trình cam go ấy, được đồng hành với những người lái xe đặc biệt với công việc mà người ta vẫn nói vui là vác tù và hàng tổng này. Con đường phía trước dường như rút ngắn lại, chỉ có niềm tin vào sự tử tế và hy vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai cứ thế nối dài mãi.